Chào tất cả các bạn. Chỉ thị 15 và 16 thì là một tin buồn cho giới chạy bộ cũng như là runner, bởi vì chúng ta không được tụ tập ở bên ngoài quá 3 người theo chỉ thị 15 và 16. Phạm Anh cũng vậy. Thực ra thì Phạm Anh cũng khá là khó chịu và hơi hụt hẫng, nhưng mà bởi vì sự an toàn là trên hết, Phạm Anh quyết định là sẽ ở nhà. Và rất may Phạm Anh đã tìm được một người bạn đồng hành, đó chính là chiếc máy King Sport KS2042. Phạm Anh háo hức là bởi vì sắp tới sẽ có một cuộc thi chạy bộ marathon online tại nhà. Cách thức tham gia thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào fanpage kingsport.vn và các bạn hãy gửi những cái clip tập luyện tại nhà của mình là chúng ta đã tham gia được rồi. Và nghiêm nhiên là những phần quà cực kỳ hấp dẫn để chào đón tất cả các bạn. Xin mời. Phạm Anh đã tham gia chạy bộ được khoảng 2 năm, thì những cái yêu cầu về chạy bộ thì Phạm Anh cũng khá là cầu toàn và khắt khe. Thì chiếc máy này đầu tiên nhất á, là chúng ta phải nói đến trọng lượng, bởi vì toàn bộ trọng lượng của chiếc máy này nó đâu đó rơi vào khoảng 220kg. Thì đây là một cái trọng tải rất là lớn, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác chắc chắn là đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có được những cái bước chạy rất là cân bằng trong suốt quá trình chúng ta tập luyện tại nhà. Và tiếp theo, một trong những cái mà Phạm Anh cực kỳ quan tâm đó chính là cái thảm chạy. Mà cái thảm này thì có chiều dài là 155cm và chiều rộng là 57cm. Đây là một trong những diện tích mà đủ để chúng ta chạy với cường độ cao, cũng như là cái bề mặt của thảm có rất là nhiều cái vết nhám, nó sẽ kết hợp với đế giày và tạo ra sự ma sát rất là chắc chắn. Thì những vận động viên chạy đường dài hoặc là chạy tốc độ nhanh thì chúng ta hoàn toàn yên tâm một điều là bởi vì chúng ta không thể nào mà trượt ra khỏi đường chạy trong lúc chúng ta tập luyện. Các thông số kỹ thuật của chiếc máy KS2042 thì cũng rất là đầy đủ và cực kỳ phù hợp cho các vận động viên tập luyện ở cường độ cao. Với vận tốc lớn nhất có thể đạt được là 22 km/h, đây là một trong những vận tốc dành cho những vận động viên được tính là có thể là vô địch rất là nhiều giải chạy trong nước cũng như là thế giới. Cộng với độ dốc cao nhất là 22 độ và một màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể chọn được cái tốc độ cũng như là cái cự ly chúng ta có thể chạy trong vòng 1 giờ, và để đưa ra một thông số phù hợp cho tất cả các bài tập mà các runner mong muốn trong thời gian mà chúng ta phải tập luyện tại nhà. Và sẽ có một cái băn khoăn khác, đó chính là nếu như mà chúng ta chạy quá dài như vậy thì động cơ và mọi thứ hoạt động như thế nào. Thì KS2042 được thiết kế với động cơ rất là khỏe, có thể hoạt động trong nhiều giờ liên tục để phục vụ cái nhu cầu chạy dài và chạy long run ở các cự ly 21 hoặc là 42 km, nó tương ứng với cả một cái half marathon, một cái full marathon. Một cái điều cực kỳ đặc biệt nữa là đối với các bạn có cái cân nặng lớn thì cũng cực kỳ phù hợp dành cho các dòng máy chạy bộ như thế này. Và một thông tin cực kỳ quan trọng, hot hơn 100 độ, chính là sự kiện marathon online tại nhà vào ngày 9 tháng 7 này. Chương trình sẽ được thực hiện livestream trên fanpage kingsport.vn và đồng thời livestream cùng lúc trên 5 fanpage. Thứ nhất là fanpage của Phạm Anh, thứ hai là fanpage của nữ ca sĩ Đông Nhi, thứ ba là fanpage của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, thứ tư là fanpage của nam danh hài Xuân Bắc, và cuối cùng chính là một trong những trùm cuối xuất hiện, đó chính là fanpage của thủ môn Tấn Trường. Chắc chắn rồi, những mini game hấp dẫn rồi, những phần quà giá trị, biết đâu là một chiếc máy chạy bộ như thế này sẽ thuộc về các bạn. Các bạn đừng quên theo dõi và ủng hộ cho 5 nghệ sĩ chúng tôi sẽ cùng hoạt động hết công suất vào ngày 9 tháng 7 tới đây nhé.